Em chào các bác, em là Hà Thương ở bên Đồng Mỹ Nghệ Đông Sơn đây ạ. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác đó là một đôi chân nến. Một bên là chân nến hoa văn và một bên là chân nến trơn, được làm hoàn toàn từ chất liệu đồng đỏ, 99% là đồng đỏ nha các bác. Em cho các bác so sánh giữa cái sự khác nhau giữa hai chân nến nha. Đây ạ. Khi mà làm từ đồng đỏ ấy, thì khi mà chạm các hoa văn thì chúng ta sẽ có cái bát nến nó nhỏ hơn so với lại bát nến trơn nha các bác. Đây là bát nến trơn đấy ạ. Đấy. Và khi được chạm các hoa văn rồng phượng đây ạ, nó sẽ như thế này nha các bác. Và em nói lên cho các bác là những từng cái chạm khắc, từng cái họa tiết này đều được các nghệ nhân đục bằng tay nha, hoàn toàn không sử dụng máy móc trong cái bộ lĩnh đồng màu đỏ ạ, đồng đỏ ạ. Để các bác xem ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, chân nến này thì tùy cái thẩm mỹ của mỗi người mà mọi người có thể là lựa chọn cho mình một bộ lĩnh đồng phù hợp. Các bác có thể là để lại số điện thoại ở bên dưới phần bình luận, em sẽ chủ động liên hệ cho các bác để tư vấn cho các bác. Và hoặc là các bác kết bạn Zalo với em có số điện thoại là 0911740569. Em sẽ tư vấn cho các bác bộ lĩnh đồng phù hợp nhất với nhà các bác nha. Em xin phép cảm ơn các bác ạ. Em chào các bác ạ.